Kính chào quý đại biểu, quý thầy cô và các bạn học sinh. Em tên là Trần Thảo Sương, hiện là học sinh của trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Vũng Tàu và cũng là giám đốc dự án của mô hình học trải nghiệm sáng tạo STEM Vinaponics tại trường. STEM là viết tắt của Science, khoa học, Technology, công nghệ, Engineering, kỹ thuật, Math, toán học, là những môn học nền tảng cho khoa học ứng dụng và kinh tế. Vinaponics là sự kết hợp của công nghệ trồng trọt công nghệ cao của Israel, nhà kính Nhật Bản, giải pháp năng lượng điện mặt trời, công nghệ xử lý nước, mô hình dự báo thời tiết, kết hợp với các hoạt động trải nghiệm sáng tạo STEM, các phương pháp học tập mới như dạy học đảo ngược, tích hợp liên môn, dạy học theo dự án. Mô hình STEM Vinaponics của chúng em gồm một nhà kính để trồng cây thủy canh và nuôi cá sạch. Ngoài ra, để nhà kính hoạt động tốt, chúng em còn có các hệ thống hỗ trợ như xử lý nước, dự báo thời tiết và năng lượng sạch. Ở mỗi hệ thống có các chức năng riêng và được một nhóm bạn chịu trách nhiệm vận hành. Còn nhiệm vụ của em là xử lý các thông tin chung và vận hành cả mô hình STEM dưới sự giúp đỡ của giáo viên cố vấn. Nhà kính của chúng em sử dụng công nghệ từ Nhật Bản là loại mái kín không hở. Toàn bộ nhà kính bao phủ lớp lưới nhựa PE cao cấp có khả năng chịu nhiệt, chống rách, cho phép tán xạ ánh sáng 50% phù hợp với cây trồng. Lớp lưới màu đỏ để thoát bớt nhiệt độ, độ ẩm vào ban ngày, đồng thời làm côn trùng lóa mắt không định hướng bay vào nhà kính. Nhiệm vụ của em là phân công các bạn vận hành các hệ thống nuôi cá trồng cây bên trong nhà kính. Nhà kính có phòng cách ly và hai lớp cửa, luôn chỉ mở một lần một cánh cửa để đảm bảo không có côn trùng gây hại, phá hoại nông sản bên trong. Trước khi vào trong, chúng em sẽ phải mặc đồng phục tẩy trùng nhằm ngăn mọi mầm bệnh vi khuẩn ở bên ngoài. Khi mở cửa phòng cách ly, thứ nhất, quạt sẽ tự động thổi, tạo luồng gió mạnh nhằm ngăn chặn côn trùng, bụi bẩn và vi khuẩn xâm nhập vào bên trong nhà kính. Trong phòng cách ly có một bảng to ghi lại các số liệu thu thập hàng ngày từ các mô hình cũng như quá trình trồng nông sản và dự kiến thời gian thu hoạch. Bên cạnh đó còn có các tủ dụng cụ được chia làm 3 ngăn lần lượt chứa hạt giống, dung dịch dinh dưỡng, kit test, blue lab, lab disc dùng cho các hoạt động. Nhà kính của chúng em còn có các bộ phận hỗ trợ tạo điều kiện sống thích hợp cho cây và cá như lưới cách nắng, rãnh phun sương, phun liên pháp và quạt hút. Tùy vào các điều kiện thời tiết mà chúng em sẽ vận hành các hệ thống này như kéo rèm che nắng khi trời nắng gắt, mở quạt hút và khuôn linh khi trời nóng, bật phun sương khi ươm cần nhiều độ ẩm, theo dõi tình hình môi trường bên trong bằng thiết bị IntelliWeather 6142. Đây là thiết bị hiển thị thông số nhiệt độ và độ ẩm bên trong nhà kính. Hệ thống phun sương sẽ giúp cân bằng độ ẩm phù hợp cho cây, rau, hoa, củ, quả phát triển, giảm nhiệt và giúp nhà kính mát mẻ. Phun sương theo thời điểm nhất định trong ngày. Phun liên pháp giúp giảm nhiệt nhờ vào luồng không khí mát khi đi qua tấm thoát khí có nước chảy liên tục. Quạt hút sẽ hút luồng không khí nóng bên trong, tạo chênh lệch áp suất giữa trong và ngoài nhà kính để không khí bên ngoài phải đi qua tấm phun liên pháp. Từ đó, nhiệt độ bên trong nhà kính được giảm xuống khoảng 28 độ C. Rèm cách nắng điều chỉnh cho ánh sáng vừa đủ tùy vào chu trình sinh trưởng của nông sản. Ánh sáng vào khoảng thời gian từ 7 đến 10 giờ và 14 đến 16 giờ rất thích hợp cho cây phát triển. Vì vậy, trong khoảng thời gian này cần cuộn rèm cách nắng lên để cây lấy ánh sáng. Còn trong khoảng thời gian từ 11 đến 13 giờ, ánh sáng nắng gắt không tốt cho cây, vì vậy kéo rèm cách nắng lại. Danh sách công việc cần làm sẽ được ghi nhận đầy đủ vào folder ghi chép. Nếu như trồng đất, làm cây nhiễm nhiều mầm bệnh, sâu rệp, thuốc trừ sâu, kim loại nặng, dư thừa chất tăng trưởng, phèn chua, làm cây không an toàn, sâu bệnh, giảm năng suất, thì thủy canh sẽ kiểm soát toàn bộ dinh dưỡng, nhà kính giúp kiểm soát yếu tố môi trường cần thiết như ánh sáng, độ ẩm, nhiệt độ, từ đó trồng được nhiều loại nông sản, rau, hoa, củ, quả, ở mọi thời tiết, mọi thời gian. Hàng ngày, mỗi nhóm phụ trách từng hệ thống sẽ phải kiểm tra hoạt động của hệ thống đó và ghi chép lại tình trạng phát triển cây trồng, cá nuôi vào các biểu mẫu sẵn có. Vision Global, vun đắp nhân tài Việt.